on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. When you say
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love. Kính thưa anh chị Xui và gia đình bên Châu Dầu, thì tôi xin tiếp tục là vừa rồi tôi đã xin giới thiệu thành phần bên nhà trai, hôm nay là đến để giới thiệu cháu rể ra mắt nhà gái. Và hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của bên hai gia đình của chúng tôi, và chúng tôi xin đến đây ra mắt và có là đem theo quà lễ, và cho phép chúng tôi được giới thiệu từng món quà. Của cháu trai xin ra mắt là gồm có 6 quà. Quà cao trầu, nói đến duyên ở trăm năm. Quà phu thê, vợ chồng hạnh phúc. Đây là quà xôi gà, nói đến trong cái tình gọi là gắn bó keo sơn. Đây là ruộng trà. Đây là ruộng trà, tâm sự suốt đời. Và đây là quả xoài, táo tức là hương ngoài không hết. Chúng tôi là xin giới thiệu xong phần khái niệm về cái lễ xin ra mắt cháu trai nhà tôi, và tôi xin nhờ lại bác lời chào. Nhà gái chúng tôi rất vui mừng, trân trọng chào đón gia đình họ nhà trai hôm nay chọn ngày lành tháng tốt để đến nhà gái làm lễ đính hôn cho hai con của hai họ. Ông bà Phạm Ngọc Châu, thân sinh của cháu Phạm, nhà gái, thân sinh cô dâu Phạm Thu Thảo. Anh chị kế bên là anh chị hai trong gia đình. Chị ngồi tiếp theo là chị Ba Mai. Anh Thắng, Đỗ Văn Thắng là sĩ quan quân đội. Anh là chị của mẹ, anh ruột đấy. Anh ruột của mẹ cô dâu. Anh chị ngồi kế bên là anh Nguyễn Đình Tuất, cũng nguyên sĩ quan quân đội. Nhân dân tiếp theo đấy là chị Phạm Thị Bình, là cô giáo, cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Chồng chị Thu Hằng là anh Phạm Đức Vượng, là chú của cháu Hải, giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình, nguyên giám đốc. Người ngồi tiếp theo chị Thu Hằng là Nguyễn Thị Bảo Lộc, là cô của cháu Thu Thảo, là bà xã của tôi. Tôi là Phạm Ngọc Hà, em ruột của anh Phạm Ngọc Châu. Cặp Uyên Ương ngồi ở cuối, trẻ nhất mà đẹp nhất, là chú Phạm Xuân Thu và cô Nguyễn Thị Thu Hoa. Ngồi trong ngoài cũng rất là đông và rất hồi hộp đón nhà trai. Nhà trai đến sớm nhưng mà trong này ngồi rất hồi hộp. Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại gia đình nhà trai rất nhiều sức khỏe. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu thân sinh của cô dâu. Nghề nghiệp
giảng viên đại học. Kính thưa ông Phạm Minh Tùng và bà Nguyễn Bùi Phương Thảo, ông bà là người thân sinh ra cháu Phạm Hữu Minh. Kính thưa họ hàng hai họ, hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2023, ngày lành tháng tốt, tại số nhà 24 đường Nguyễn Văn Trang, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, họ hàng nhà gái chúng tôi vui mừng và trân trọng đón tiếp đại diện họ nhà trai rước mâm quả qua nhà gái để cúng lễ gia tiên trong ngày đúng hơn của hai cháu Phạm Hữu Minh và Phạm Thu Thảo. Tôi xin thay mặt cho họ hàng nhà gái cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian công sức đến đây để chung vui và chúc phúc cho hai cháu. Xin chúc cho mọi người bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đúng thủ tục của chương trình thì xin phép An Thị Xu và gia đình cho phép cháu về tôi là đón cô dâu tương lai đến làm lễ gia tiên. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl. Hôm nay chính thức là mình là thông gia. Mình là thông gia là anh em một nhà. Bố chúc hai con mãi mãi hạnh phúc. Con được
Đây nghi thức đính hôn của hai cháu đã kết thúc. Xin kính mời hai họ dùng nước. Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beautiful.